Hello mọi người. Đây là cái gì nhỉ? Đây là cái khuôn chặt tiếp. Khuôn này là khuôn 4 phân, khuôn phổ thông nhé. Thì cái khuôn chặt tiếp này nó có nhiều cỡ lắm, có 2 phân này, 3 phân này, 4 phân, và nó có khuôn 4 phân mà nó chia thành 4 cái tiếp nhỏ nữa. Thì cái đấy 1 2 ngày nữa thì bên mình sẽ có hàng. Còn cái này thì nó truyền thống, nó phổ thông nhất rồi, bán rất là nhiều. Thì ở cái các cái phiên bản về sau này ấy, thì được cải tiến là cái tay nó chắc chắn hơn, đóng nó không bị nó nặng, cho nên là mình đóng mình chỉ cần một cái lực vừa phải thôi là nó đã có thể đứt được rồi. Cái thứ hai nữa là cái độ hoàn thiện gia công nó chắc chắn hơn, nó đẹp hơn, thẩm mỹ hơn. Và cái quan trọng nhất ở đây đó là cái chất liệu của cái thép dao này ấy, là từ cái phiên bản về sau như bây giờ ấy, là nó không bị mẻ, nó không bị sứt mẻ nữa, nó rất là bền. Tức là cái đời dao trước ấy, mà dùng vài tháng nó đã mẻ rồi, nhưng cái độ bền của cái dao này nó gấp 5 gấp 6 lần luôn. Nếu mà cái thớt của mình mà tốt ấy, thì mình chặt cả năm không không vấn đề gì, không mòn. Đó. Cái thép này nó đàn hồi rất là tốt mà rất là sắc, nó sắc hơn cái thép trước nhiều ấy, nhẹ một cái là đứt luôn. Cái này nó ưu điểm là nó rẻ tiền, chỉ có vài trăm nghìn thôi là mình có thể có một cái dao này để mình chặt rồi, mình không cần phải sắm máy sắm móc. Máy móc thì có thể là từ 7 8 triệu cho đến mấy chục triệu cũng có, còn cái này vài trăm nghìn thôi là chỉ có vất vả hơn một tí thôi, còn tốc độ nó cũng khá là nhanh. Nếu mà trong một xưởng mà 3 4 người mà cùng chặt thì tương đối là nhanh. Còn đây là cái khuôn flat này thì khuôn dập tiếp ấy, khuôn ai tiếp các thứ đó. Thì khuôn này nó có rất là nhiều cỡ nhá, riêng cái khuôn flat này nó đã có sơ sơ là khoảng 4 cỡ này, nó gồm 4 mm này, 5 mm, 6 mm và 8 mm, 4 cỡ. Thì về sau này ấy, là được thay đổi cái chất liệu là thép này ấy, thì nó cái độ chuẩn ấy nó chuẩn hơn rất là nhiều, nó không bị cong vênh nữa, nó dùng nó cũng bền hơn. Mà quan trọng nhất là lên thành phẩm nó đẹp hơn, tại vì là nó là tại sao nó chuẩn hơn, vì là cái chất liệu thép, cho nên là những cái chi tiết nhỏ độ những cái chi tiết nhỏ mà yêu cầu độ chính xác cao ấy, thì gia công trên cái chất liệu thép này ấy, nó chính xác hơn nhiều so với trên gia công ở trên nhôm. Đó, khuôn này thì nó có là 4 cỡ, và nó về mẫu kiểu dáng thì nó có khuôn U, hình hình chữ U này, khuôn V này, và khuôn tròn nữa. Ok.